nay nha, mời mọi người cùng ghé thăm công viên An Hòa vào một buổi sáng sớm. Công viên An Hòa thì tọa lạc trên đường Nguyễn Trung Trực, ngay gần cầu Sỏi. Rồi hôm nay mình sẽ đi vào tham quan nè. Buổi sáng sớm thì thường chỉ có một số cái hoạt động được diễn ra, ví dụ như là tập thể dục nè, đi dạo. Công viên này thì buổi sáng nó rất là yên bình, các ngày lễ này kia thì thường sẽ nhộn nhịp hơn. Ở phía trước mặt đó là những cái khu này thì dân chụp ảnh cưới cũng rất là khoái khu này, tại vì nó có một cái dòng xoay rất là lớn ở phía trước, rất là đẹp. Ở phía bên tay trái chúng ta thì có cái mô hình về cái hòn đảo, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là cái quang cảnh mà ở phía bên trái của chúng ta, đây quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mô hình này thì đây là đảo lớn A. Đây là đảo núi Lý Lê A, đảo Tóc Tan A. Rất là nhiều cái đảo An Ba, đảo Côn Linh, đảo Đá Nam. Tây A. Đảo Đá Đông A. Còn đây là các đảo ở phía trước này. Đảo Sinh Tử Tồn Dòng. Đảo Sông Tử Tây. Đảo Phan Vinh, đảo Sinh Tồn. Đây là đảo Sơn Ca. Còn một cái đảo bị che là mình không có thấy, đảo Trường Sa Đông. Sau đây là mình sẽ đi một cái trong để xem hoạt động đang diễn ra. Hôm nay là sáng Chủ Nhật, không biết là có nhiều cái hoạt động không. Các bạn học sinh không biết chạy vô đây để làm gì. Đây là những cái khu vui chơi mà buổi tối bọn trẻ hay vào để mà tham gia. Ở đây thì công viên rất là rộng. Buổi tối thì tấp nập chứ còn buổi sáng thì không có thấy được nhiều các hoạt động. Mình có thể là thích cái trò chơi luôn, đu xe, đu quay kia kìa. Đó, ở
Đây là cái hoạt động buổi sáng sớm. Hôm nay như là vắng, không có được đông khách. Phía trước là cái hồ chỗ hôm qua. Ở đây được trang bị các công cụ để các bạn có thể tập thể dục. Ở đây có cái trò chơi gọi là bơi thuyền, nhưng mà hiện giờ bữa nay mình không có thấy, chỉ có thấy một cái thuyền thôi. Phía trước có một cái chú bò đang ngậm cỏ. Hôm nay thì không có thấy ồn ào và náo nhiệt. Đây là chị đang dọn dẹp để làm vệ sinh cho cái khu công viên này. Đây là khu vui chơi mà các bạn trẻ và người lớn rất thích, đó là khu vui chơi dưới nước. Khu này thì thường buổi chiều thứ bảy chủ nhật này sẽ rất là đông, còn buổi trưa buổi chiều thì sẽ đông hơn rất là nhiều. Mình cũng có dịp đã đi vô đây rồi, chủ yếu là để bơi thôi. Chị, bữa nay là đông không? Em nhớ ba chiều từ 2-3 giờ trở đi mới đông. Bây giờ này chứ giờ này mà cũng ít có người vô đây, nó còn đang ngủ mà. Dạ. Em đi quay vòng vòng. Dạ. Đây có các hoạt động nè. Đây những cái hoạt động tổ chức tại công viên An Hòa. Mình chỉ khóa vô đây bơi thôi. Buổi sáng ở đây thì tập thể dục có lẽ là sẽ thích hợp hơn, nhưng mà dọn cái công viên tính ra cũng hơi xa cái trung tâm, nên thành ra là chỉ những cái gia đình gần đây ta mới đi vô đây nhiều thôi. Không biết là các bạn hay vô đây để làm gì nhỉ? Đây là sẽ đưa chúng ta về một cái ký ức tuổi thơ, đó là chơi ăn trâu, chơi nhà chòi chẳng hạn. Tạo hình đẹp quá. Cái hoa này đẹp quá mà không nhớ là cái hoa gì rồi. Mình cũng không biết luôn.
nướng của cá sấu được tạo thành. Chú ngựa đó các bạn. Ở dưới đây thì các sen anh ở. Sen hơi nhỏ. Phía trước không biết là gia đình đang tung tăng chơi đùa. Yên bình lắm. Không có một chút gì đó gọi là có ồn ào cả. Mình chắc chỉ đi cái khu bên đây thôi, còn khu bên kia nó hơi dài. Khu bên kia có thể là ăn uống vui chơi. Ở đây có những cái tùm cà phê nè. Đây là gia đình đang câu cá. Không biết là có dính con nào không. Đây. Ồ, nhiều quá. Để xem nè. Không biết là có dính con nào không. Có dính con nào không anh? Có dính con nào không? Ờ. Không dính rồi, không dính rồi. Chỗ mà có cái lồng nuôi mấy cái con chim bồ câu nè. Chỗ này á là mình hay chụp hình nè. Ồ. Đây. Nào cùng đi qua bên cái cầu này nhé. Ở đây nếu mà các gia đình mà thứ bảy chủ nhật đưa các bé vào đi dạo hay này kia cũng rất là tốt. Đơn giản là nó không có ồn ào nhiều. Ồ, ở phía dưới đây có một cái con kênh nhỏ đây. Đi vào cái trong nó chứ trong đó. Khi mà bước qua cái cây cầu hồi nãy đó, thì chúng ta sẽ đi vô ngay cái trung tâm hoạt động thanh thiếu niên. Ở đây có những cái liều này. Để mà các bạn có thể nghỉ ngơi cuối tuần hoặc đem đồ ăn vô đây để mà ăn rồi mình sử dụng các dịch vụ một ít trong đây thì rất là mát. Mát cực kỳ. Ồ, ở đây nhiều quá. Không biết cái hoạt động gì. À, có học kỳ quân đội đây. Để xem ở phía sau có cái hoạt động gì đang diễn ra không nhé. Ồ, chắc đang ở luyện tập xe. Ồ, để đi ra sao chứ. Ở đó có nhiều cái khu, có khu vui chơi các bạn nha. Sau chúng ta đi qua bển một chút nha, để xem có gì đặc biệt. Để đi qua cái chỗ nháy đó thì phải lội qua cái khu vực này mà mát quá, do là nước mưa nè.
đây chúng ta mới có thể đi vào bản được. Chỗ này hơi vắng, đây cái trung tâm hoạt động thanh thiếu niên này, đây vắng quá, cũng hơi nguy hiểm nha. Để xem nè, đây đi tới nè. Đây là cái quạt bàn. Đâu 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 có gì em đâu, quay phim đó mà. Thôi chú ơi. Anh xỉu à chú. Chú quay phim đừng quên. Thấy giùm ai gì? Đây là cái kè. Để mời các bạn chơi nè. Quá nặng quá à. Bạn con à, tâm 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 tâm. Sao nó hay vậy? Mày tỉnh đi, tỉnh đi đó bà. Ôi mày tỉnh. Mày cái điện thoại là có điện thoại. Ai, bộ năm đứa quay nè. Mày tỉnh đi. 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 Thôi đừng có quay mạnh. Quay mạnh nó mới vô. Tao phải quay mạnh bằng. Mày chỉnh nó chỉnh giữa háng mày, mày chỉnh hai bên nó mới dễ té. Ở đây nè ba, làm gì? Ồ, ở đây chắc có nhiều cây cây cối nè. Để đi vô coi. Ồ, phía trước có ngó. Phía sau nó làm như là thả bóng. Trồng trọt mà chẳng nuôi gì mà trồng trọt quá. Nhìn cây cảnh qua đây có những cây đẹp không? Đây. Rồi quay đi. Dạ chú, mấy cái cây này trồng là mình để bán hay sao chú? À dạ. Rất là đẹp. Quá đẹp, quá đẹp anh ơi. Mấy cây này quá trời đẹp. Đang mới mua về hả chú? Dạ cây gậy này có 2.8 à anh. Mềm vậy? Dạ. Không, gậy này gậy của để em tắt cái. Dạ. Ô quá trời cây rồi. Qua đây, quay qua đây, qua đây nhìn. Dạ em ở trong Tây Kinh Vĩnh Hiệp á. Có tham gia công bộ rồi không? Dạ không. Tham gia chơi đi quay chơi nữa hả? Quay để up lên cái trang của em. Dạ. Tại vì chủ yếu quay về Gạch Giá, mai mốt có đi mấy tỉnh kia thì quay mấy cái tỉnh kia. Dạ. Chính biết là để ở đây nè. À 9X hả? À, em biết cái trang đó. Em đi nghe. Quá trời đẹp. Ồ ở đây trồng rất là nhiều cái cây. Ồ còn à. Ở đây có cái cúp vị sạch. Ồ ở đây có thể ghé vô để mà uống cà phê cũng được. Đây. Ở đây có những cái đồ thấu cát nhìn rất là đẹp. Nhưng mà không biết sao mà mình đi một vòng mình thấy cũng rất nhiều quá. Không lẽ người ta không thích dùng cát vô thùng rác. Đấy. Mình đi tới đây thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.
vui lòng đăng ký kênh của mình nhé, để nhận được các video mới nhất về miền Tây như là các hoạt động ở những địa phương. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn. Mời mọi người ngắm cái con mà lặn nước một chút rồi chui lên nè. Nó đây rồi. Kìa. Đây nè các bạn. Đó, nó bay rồi. Nó bay mất tiêu rồi. Đang lặn ở dưới nè. Ồ. Rồi nó bay luôn rồi. Vô đây có thể nghỉ mát.